Số điện thoại NK Mobile cho tất cả quý khách hàng đang xem video nhé. Thì hôm nay bên sản xuất điện thoại NK Mobile sẽ giới thiệu những cái mẫu máy hiện Nokia E72. Đó, hàng này mới về nhé, mới về tầm khoảng độ 5-60 cây. Đó, thì trước khi vào video thì quý anh chị và quý cô chú mình có thể ủng hộ shop bằng cách mình đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất ở bên shop, và mình có thể là like video này, chia sẻ video này cho mọi người cùng biết đến sản phẩm điện thoại Nokia E72 zin cũ nhá anh chị nhá. Đó, trên thị trường bây giờ thì E72 có rất nhiều loại nhé. Đối với anh chị nào muốn dùng máy đẹp thì mình có thể là mua máy vỏ thay. Máy vỏ thay thì sẽ như thế này ha. Đây là một máy vỏ thay này. Đó thì vỏ zin và vỏ thay khác nhau rất là nhiều chỗ. Anh chị có thể nhìn này. Ví dụ đây là một cái máy zin này, sẽ có cái dải loa ở đây, sẽ là dải loa bạc nhá. Đây này. Còn ở đây không có nhá anh chị nhá. Ở đây này, chỗ này sẽ bằng thép anh chị nhá. Bằng thép nhá. Anh chị nhìn kỹ này. Cái này bằng thép nhá. Còn chỗ này là không có đâu nhá. Thì trên Shopee là bây giờ toàn bán hàng này thôi chị nhé. Không ai bán hàng zin này đâu. Bởi vì hàng zin này cũ thì cũng khó có người mua chị ạ. Khó có người mua. Đó thì anh chị nào có thể tham khảo mẫu máy này. Ưu điểm của vỏ zin thì bao giờ vỏ zin cầm nó cũng chắc chắn hơn thì ạ, nó nặng tay hơn đó. Và cái thứ hai đó là vỏ zin thì anh chị dùng nó không bị đụng phím nhỉ, nó không bị đụng phím đấy. Ví dụ anh chị nào dùng những vỏ thay ấy, rất là dễ đụng phím, đút tuần đút túi quần nó bị đụng phím rồi đó, thì mình có thể là tham khảo vào máy này. Mặc dù nó cũ hơn nhưng mà em nghĩ là dùng vào này sẽ dùng bền hơn chị nhỉ, dùng bền hơn. Và cái thứ hai là cái chất lượng nó thường sẽ đảm bảo hơn, bởi vì là tất cả máy zin cũ này về bên em đều kiểm tra bên và kiểm tra màn đầy đủ cho chị. Máy sửa không bán nhé, máy sửa không bán đó. Thì anh chị nào tham khảo một máy này. Thì đợt này em có đủ 5 màu lên chị nhé, đủ 5 màu, nhưng mà màu xám chỉ có 2 cây thôi, màu trắng này có 3 cây thôi, đó, màu tím được 4 cây, còn lại màu vàng được tầm khoảng 5-6 cây, còn lại toàn là màu đen chị nhé, đa số là màu đen nhé, đa số màu đen. Em ví dụ đây một cây màu vàng này, máy zin nguyên bản này, đó. Em sẽ nắp sim một con máy em test cho anh chị nhé, lấy một cái màu đen đi, màu đen rất là nhiều, đây một cái màu đen. Máy thì em có vệ sinh qua rồi nhé anh chị nhé, có vệ sinh qua rồi. Còn đối với chị nào mình mua máy thì em sẽ vệ sinh kỹ để máy và gửi cho anh chị nhé. Đây em sẽ nắp pin vào anh dùng này. Đó. Đây. Đây, em còn màu trắng này. Đây là màu trắng nhé. Nhấn nâu này. Tất cả máy đều chạy tiếng Việt đầy đủ cho anh chị nhé. Đều chạy tiếng Việt đầy đủ cho anh chị rồi. Đó, anh chị mua về chị chỉ việc nắp sim sử dụng thôi. Đó. 3G wifi đầy đủ cho anh chị luôn. À, cái này nó chạy tiếng Việt, em sẽ nặng tiếng Việt lại nhé. Cái này chỉ có tiếng Việt. Đợi một chút. Máy thì mới khởi động lên và mới chạy được chạy tiếng Việt. Nên là anh chị bật máy thì tầm khoảng độ 1 phút mình sử dụng nhé. Cho máy nó hoạt động, nó ổn định tất cả các chức năng đã. Mình sẽ sử dụng. Đấy, tiếng Việt này. Sẽ khởi động cái máy và có tiếng Việt cho chị. Đây ngoài ra em có cái màu tím này. Màu tím đây. Màu tím đây chị nhé. Đó. Đối với mặt những cái máy này màn hình nó sẽ hơi xước một chút, thì anh chị cần bên em dán màn hình cho chị thì nhìn nó sẽ đỡ xước nhé. Và thứ hai là mình sử dụng nó cũng đỡ xước đi đó. Nhưng mà vỏ zin thì cầm là chắc chắn chị nhé, chắc chắn nhé, rất là chắc chắn nhé đó. Ngoài ra thì em còn màu xám thì đúng 2 cây này thôi. Màu xám đây là màu xám nhé. Đó, màu xám này. Đấy. Màu xám thì cũng khá là đẹp nhé. Đó, có 2 cây. Còn lại là toàn màu đen chị nhé, còn toàn màu đen thôi. Đây là màu vàng này, màu trắng này. Đó. Đủ 5 màu cho anh chị luôn. Đó, 5 màu nhá. Rồi ok. Ở đây nó lên mà nói lên tiếng Việt rồi anh chị ơi. Thì các chức năng của máy E72 thì đương nhiên là sóng sánh và đầy đủ cho chị này, Viettel này. Đó, sóng sánh đầy đủ này. Đó, bàn phím thì đương nhiên là cái cảm ứng phải còn nhá. Anh chị test những cái anh chị mua hàng trên Shopee, trên TikTok vậy. Anh chị nên test những cái chức năng cơ bản của máy như kiểu là cảm ứng này. Đó, như kiểu các phím bấm này, các phím bấm anh chị test đầy đủ nhá. Đó. Đấy, các phím bấm này, bên em đều test đầy đủ các chức năng cho chị nhé. Mạng phải bay lên 3.5G. Anh chị lưu ý này, ở trên thị trường Nokia E72 có một cái loại mà điện thoại Nokia E72 LM584. Đó, LM584. Cái loại này là không có 3G và cũng không có wifi nhé, chỉ có mỗi 2G thôi. Mà đôi khi những dòng đấy anh chị vừa mua về sử dụng mà mình lại không có wifi sử dụng thì nó rất là dở, không chơi game được, đó, cũng như là không để lên mạng được. Mà dòng mạng 2G thì mình lướt web thì nó hơi bị chậm. Thì anh chị nên mua những cái loại máy mà có 3G và có wifi đầy đủ, nó là LM530 nhé. LM530 thì nhìn sau thang này, không thang này. Đấy nó sẽ là LM530 này. Đây này, ví dụ như con này này. Đây, xin là loại LM530 nhé. Mà bây giờ bọn nó làm rất tinh vi, nó là bọn nó sẽ chạy được bản LM530 nhưng mà lại không có 3G và không wifi nhé. Thì anh chị kiểm tra trên 3G wifi và trong phần bảng điều khiển này. Bảng điều khiển nhé. Kết nối nhé. Ở widget này, ở đây sẽ là wifi nhé, nó có cái phần widget này sẽ là có wifi nhé anh chị nhé. Đây là wifi của nó này. Ví dụ đây là wifi nhà em chẳng hạn này. Đó. Thì anh chị lưu ý nhá. Mình lưu ý cái này, đôi khi mà mình mua phải mấy cái máy mà nó loại đấy nhưng mà nó không đáng xứng đáng với giá tiền chị ạ. Không được xứng đáng với giá tiền nhá. Anh chị lưu ý đấy nhá.
3.5G wifi, nghe gọi phải đầy đủ cho anh chị. Đó, test sóng xiếc các thứ 900, nghe gọi loa mic đó. Mình test đầy đủ nhá. Này loa nó trong rất là to nhá. Loa ngoài này. Đó. Đây là loa ngoài nhá. Đấy thì anh chị yên tâm nhé, tất cả máy bên em đều test đầy đủ cho anh chị rồi. Khi anh chị đặt hàng thì bên em sẽ vệ sinh máy và gửi cho anh chị, test máy đầy đủ cho anh chị. Còn máy thì bên em hành cho chị là 3 tháng, nối một đổi một trong vòng 15 ngày đầu tiên nhé. Nối một đổi một trong vòng 15 ngày đầu tiên. Đó thì anh chị có thể là tham khảo mẫu máy này. Đó hoặc là mình đặt hàng là trên Shopee này. À trên Shopee hoặc là mình có thể là gọi điện trực tiếp qua số điện thoại là 0985 150 255 để bên em tư vấn cho anh chị nhé. Đó. Ok, cảm ơn chị đã xem video nhé. Đây là điện thoại Nokia E72 vỏ zin nguyên bản nhé anh chị nhé. Đó, cảm ơn chị đã xem video.